Vâng, xin chào bạn. Chúng ta sẽ tới với phần cấu hình cho hệ thống 30 kW này. Thì bạn sẽ vào mục System. Và tương tự như cái dự án demo trước, chúng ta sẽ chọn đánh 30 kg vào đây. Chúng ta nhấn Enter. Về dự án này thì chúng ta đang chia cái hệ thống 30 kg thành hai mái. Do đó chúng ta sẽ chọn là Mix 1 và 2. Vì hai máy này nó sẽ kết nối chung vào một con inverter 30 kg luôn. Rồi, thì tiếp theo bạn sẽ chọn tấm pin Zinco, thì ở đây chúng ta sẽ lấy tấm là 400W chẳng hạn. Rồi, thì sau khi lấy tấm pin 400W, chúng ta chọn inverter. Ở đây thì đề bài cho là inverter của INVT. Rồi, chúng ta sẽ chọn con inverter có công suất là 30 kg. Và sau khi lựa chọn xong thì bạn thấy là trên phần này thì PVsheet nó gợi cho chúng ta là có 75 tấm pin, thì được 30 kg nó sẽ chia làm 5 string, mỗi string là 15 tấm. Và việc bố trí 5 string mà inverter chỉ hỗ trợ 2 MPPT thôi, thì chúng ta phải bố trí là 1 MPPT có 2 string và 1 MPPT có 3 string. Thì bạn thấy ở đây chính phần mềm PVsheet nó cũng báo cho chúng ta là dàn pin của bạn đang có 5 string và nó sẽ được chia vào 2 MPPT. Thì ở đây trong dự án này chúng ta có hai máy. Giả sử như bạn đặt 3 string ở một máy và 2 string ở máy còn lại, thì chúng ta sẽ cấu hình ở trên PVsheet. Bạn thấy ở đây nó có một cái thanh trượt. Bên đây là 3, bên đây là 2. Và nó tương ứng với hướng 1 của chúng ta nãy, đó là hướng đông. Hướng 2 là hướng tây. Thì tùy theo cách bố trí trên thực tế, chúng ta sẽ di chuyển để thay đổi cái số lượng string trên cái hướng đó cho phù hợp. Và ví dụ như dự án này thì chúng ta nên để cái dàn pin ở hướng tây nhiều hơn, tức là 3 string ở hướng tây, vì hướng tây thì có sản lượng nó sẽ nhìn hơn một chút so với hướng đông. Như vậy bạn sẽ để cái thanh dược ở đây để cho cái chỉ số này là 3 string ở hướng tây và 2 string ở hướng đông. Như vậy là chúng ta đã cấu hình xong cái hệ thống này. Và hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo.